Để không biết là đợi tí 3 phút nhỉ. Ok. Vợ full step vào bao nhiêu thì ông mà thấy tóc tận step 2. Nói rằng ra thì không giới hạn. Hoàng Chí Thanh ạ. Không giới hạn nhé. Bởi vì cái này nếu bởi vì ở đây nếu ví dụ gọi là có độ khó tự chọn thì có khi là đến step 50 là xong, nhưng mà đây thì nó không có độ khó không tự chọn và nó cứ lên dần lên dần lên dần lên dần lên dần lên dần lên dần. Đây này, 52 này. Thậm chí về sau là nó còn gì nhỉ? Thậm chí về sau nó là còn hôm nay tôi clear step 53 luôn. Đấy, anh chân kìa. Anh chân đấy. 53 luôn này. Để xem nào. Rồi kiểu kiểu thiết kế là gọi là coi như thiết kế vô hạn state rồi Ở vô hạn mà. Cái này chứ tôi cái không này tôi cũng không có giới hạn đã luôn được. đọc đọc bài các thứ rồi. Mà hôm qua tôi vừa vào và app của Hải Trợ cầm cái con fan ấy. Riêng quả phóng lựu khủng bố vãi chưởng luôn. Kiểu AK Master Pro Max. AK Buster V2. AK Buster V2 bởi vì là cái đạn băng đạn cho AI bạn thường ấy nó lại ít quá. Nó ít quá. 32 viên. 32 trên 128 level 1, 37 trên 148 level 2, 42 trên 168 lên cho level 3. Mình ở dưới 40 thì éo biết. Tôi này, tôi hôm bữa cũng clear cùng với 3T các thứ cũng lết được đến xếp 44, 43 44. Ôi trời ơi. Tôi nói thật với các vị là mệt mỏi vãi chưởng luôn. Xác định là nếu mà thời gian qua ít là tôi phải chạy ngay lập tức. Không biết là cây farm về vào red zone thì có sao không. Thôi thì đánh rồi. Vào red zone vẫn thoạt thôi. Cái quan trọng là cái map đấy thì nó vẫn ưu tiên. Ưu tiên Map nhiều là con Spaz 12 Void với cả con phần nào đấy. Phần nào đấy là con gì nhỉ? Một cần ha. Chứ kể cả có Holy nó cũng không 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 phải là có vũ khí tối ưu cho cái bản đồ này. Nói thật luôn. Tối thẳng nó có hồ ly vào trong cái red zone này chỉ gọi là sự lựa chọn thứ ba mà thôi. nói chung là nếu mà có thì vẫn xài được, nhưng còn nếu mà tốt nhất thì cứ nên hạt xài hai khẩu kia, có hai khẩu kia là thôi cứ xếp vào hồ ly vào kho cho nhanh, Đấy. còn nếu mà không có hai khẩu kia thôi cứ dùng thì vẫn ok, Thật. không đến mức. Đấy. Nói chung bây giờ tôi chờ anh Trần để khi nào mà vụ phát vào một cái là có thể hốt luôn. 2S này, 2S này tã quá. À từ từ, hold up. Tí thì mình quên. Tỷ trí mạng 24,5%. Sát thương chí mạng 100, tăng 105%. HP tăng 106%. Nhưng mà lại thủ có 4%. Thôi bỏ bố đi. Từ từ đang thiếu, đang thiếu nhá, đang thiếu, đang thiếu, đang thiếu. Thiếu mất bốn cái ấy nữa. Thiếu bốn cái bốn cái token tí nữa. Chứ có một cái là tôi vào tôi hốt luôn. Có tí có bốn cái số tí nữa chỉ cần một lần qua xếp 40 cái tôi mua luôn. Dễ lắm. Phúc 70 đời là cái coi bố sao này nó chỉ là một cấp duy nhất chứ không phải là bốn cấp năm cấp EA BCD chứ mà lại năm cấp nữa thì thôi chắc là khối ông gì nhỉ?
Được. Khối ông về ra sát.